Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là trục vít Vitme nâng hạ, có mã hàng là SWLD20. Có trục vào là trục âm, mặt bích. Đường kính trục vào 28mm. Đường kính mặt bích 250mm. Đường kính trục ra 65mm, bước trên 12mm. Đường kính mặt bích của trục ra 185mm. Đường kính lỗ trên mặt bích 26mm. Về chiều dài của hành trình, quý khách có thể lựa chọn từ 200mm đến 2000mm và có kiểu chân đế trục ra, trục vào là trục dương. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng của công ty.